Chào mừng các bé đến với chương trình đọc sách cùng Đinh Tị Búc. Trẻ thông minh hơn nhờ những câu hỏi tại sao. Đằng sau những câu hỏi tưởng chừng non nớt là cả một quá trình mắt quan sát, tai lắng nghe, não bộ phân tích, so sánh, kết nối các dữ kiện và sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt. Hôm nay chúng mình sẽ cùng đọc một cuốn sách có rất nhiều câu hỏi tại sao mang tên Hỏi đáp về cơ thể người. Cuốn sách nằm trong bộ 6 cuốn sách hỏi đáp đến từ nhà xuất bản Nathan của Pháp. Với tranh minh họa sống động, các kiến thức được trình bày dưới dạng hỏi đáp, bộ sách mang đến một cách tiếp cận các vấn đề khoa học theo cách hoàn toàn lôi cuốn. Tất cả đều khác nhau. Chúng ta có những khuôn mặt và cơ thể với đủ kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Đó là thứ tạo nên sự phong phú và khác biệt. Màu sắc của da từ đâu mà có? Nó bắt nguồn từ bố mẹ bạn. Nếu một người có nước da đen và người còn lại có nước da trắng, thì màu da của bạn chắc chắn sẽ lai giữa hai màu đó. Tại sao ngay cả anh chị em trong nhà cũng khác nhau? Vì mỗi người được thừa hưởng từ bố mẹ những nét đặc trưng duy nhất, riêng biệt. Con trai có thể tiếp nhận màu tóc của mẹ, trong khi con gái thì lại nhận được màu tóc của bố. Họ tuy không giống hệt nhau, nhưng vẫn có nét giống nhau của gia đình. Con gái và con trai khác nhau như thế nào? Cơ thể của họ có sự khác biệt lớn liên quan đến đặc trưng của giới tính. Có tồn tại một đứa trẻ nào giống hệt bạn không? Không, vì bạn là duy nhất. Ngoài ra, bạn vừa giống bố, vừa giống mẹ. Điều đó là bình thường, bởi cả hai người họ cùng truyền cho bạn những đặc điểm thể chất khác nhau. Người ta gọi đó là di truyền. Các cặp sinh đôi có thật là giống nhau như đúc không? Chỉ những cặp sinh đôi cùng trứng mới thừa hưởng từ bố mẹ những đặc điểm cơ thể y hệt nhau. Họ trông giống nhau như hai giọt nước vậy, nhưng tính cách, sở thích và nhân cách thì lại khác nhau. Tất cả đều giống nhau. Mặc dù đường nét, hình dáng của chúng ta khác nhau, nhưng chúng ta đều có đầu, hai tay, hai chân và ở bên trong chúng ta đều có các cơ quan giống hệt nhau. Cơ thể hoạt động theo cùng một cách giống nhau ở tất cả mọi người. Cơ thể chúng ta được cấu tạo nên từ những thứ gì? Từ da, xương, cơ, mạch máu và các cơ quan giúp chúng ta duy trì sự sống như não, tim, phổi, gan. Làm thế nào mà cơ thể bạn có thể cử động được? Bạn giữ cơ thể đứng thẳng được là nhờ 206 chiếc xương giáp nối lại thành bộ xương. Bên dưới lớp da của bạn là khoảng 650 cơ giúp cho các bộ phận khác nhau của cơ thể cử động. Tại sao tim lại đập? Tim là một cơ quan hoạt động giống như chiếc bơm vậy. Nó chuyển máu đi khắp cơ thể để phân bổ oxy tới các cơ quan. Bạn càng hoạt động nhiều, bạn càng cần oxy, tim càng đập nhanh. Chúng ta hít thở để làm gì? Để duy trì sự sống cho từng bộ phận của cơ thể. Bằng việc hít thở một cách tự nhiên và mọi lúc, bạn cung cấp oxy cho cơ thể. Đó là một loại khí chứa ở trong không khí mà các cơ quan của cơ thể cần để hoạt động. Não bộ là gì? Cơ quan này là nhạc trưởng, là chỉ huy. Nó điều khiển cơ thể, suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Nó được kết nối với tất cả các bộ phận của cơ thể bằng các dây thần kinh dẫn truyền thông tin. Chẳng hạn, nếu bạn bị bỏng thì não sẽ nhận được thông tin là nóng đấy và nó sẽ ra lệnh cho tay bạn rụt vào. Ăn uống đầy đủ. Bữa sáng, bữa trưa, bữa nhẹ buổi chiều, bữa tối, tất cả những bữa ăn này đều quan trọng. Thực phẩm cung cấp cho cơ thể thứ năng lượng mà nó cần để hoạt động và phát triển. Tại sao mình phải uống nước ngay cả khi mình không khát?
hơn một nửa cơ thể bạn được cấu thành nên bởi nước. Vì vậy, việc uống nước rất quan trọng và giúp thay thế tất cả lượng nước mất đi khi bạn đổ mồ hôi, hít thở và đi tiểu. Tại sao không nên ăn quá nhiều kẹo? Vì đường trong kẹo có thể bám lại ở răng và gây sâu răng, những lỗ nhỏ khiến răng đau nhức. Tốt hơn hết là hãy ăn một loại trái cây ngon lành nào đó, nó sẽ cung cấp thêm vitamin cho bạn. Tại sao phải ăn trái cây và rau củ? Trái cây và rau củ sẽ cung cấp đầy đủ vitamin, chất dinh dưỡng, giúp kiến tạo và củng cố cơ thể. Chúng cũng giúp tiêu hóa tốt và bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật. Tại sao chúng ta phải ăn mỗi thứ một chút? Mỗi loại thực phẩm đều cung cấp cho cơ thể thứ gì đó, như trái cây và rau củ giúp cơ thể tăng sức đề kháng, thịt, cá và trứng giúp cơ thể phát triển, những chế phẩm từ sữa giúp xương chắc khỏe, mì và gạo cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chơi thể thao để làm gì? Để có một cơ thể khỏe mạnh. Chơi thể thao khiến tim và phổi hoạt động, cải thiện lưu thông máu và tăng cường cơ bắp. Vận động cũng giúp chúng ta thư giãn hơn nhiều. Đây là một hoạt động tốt cho cả cơ thể lẫn đầu óc. Tiêu hóa. Để chuyển hóa thành năng lượng, thức ăn mà bạn nuốt xuống phải được tiêu hóa. Để làm được điều này, trước tiên bạn phải nhai thật kỹ thức ăn. Hãy tìm hiểu xem điều gì xảy ra ở bên trong cơ thể khi bạn ăn nhé. Thức ăn mà chúng ta nuốt xuống sẽ đi đâu? Chúng đi xuống dạ dày. Ở đây chúng bị nghiền thành cháo. Sau đó chúng được chuyển tới ruột. Những thứ có thể cung cấp năng lượng cho cơ thể sẽ đi vào máu. Phần còn lại thì bị đào thải ra ngoài. Ruột non có kích thước là bao nhiêu? Nó rất dài, khoảng 5 mét. Khi đi qua toàn bộ ruột, thức ăn sẽ có thời gian để được tiêu hóa kỹ. Dị ứng, đó là cái gì vậy? Thỉnh thoảng, cơ thể bạn nhầm lẫn và quyết định rằng chúng mà bạn đã ăn vào là nguy hiểm. Nó phản ứng bằng cách nổi mẩn hoặc khiến bạn bị khó thở. Như vậy là bạn bị dị ứng với trứng. Bạn phải tuyệt đối ngừng ăn tất cả các món có trứng. Tại sao chúng ta lại ợ hơi và xì hơi? Khi không khí từ dạ dày thoát ra ngoài qua miệng, bạn đang ợ hơi. Khi một số loại thức ăn lên men ở trong ruột, chúng sẽ sản sinh ra một loại khí thoát ra ngoài qua mông. Như vậy là bạn đang xì hơi. Phân và nước tiểu từ đâu mà có? Trong quá trình tiêu hóa, ruột sẽ phân loại những thứ mà bạn đã ăn. Những thứ không có ích cho cơ thể sẽ bị đào thải, đó chính là phân. Thận sẽ làm việc tương tự với những thứ mà bạn đã uống vào. Thận sẽ thải những chất lỏng và nước không cần thiết ra khỏi cơ thể, đó chính là nước tiểu. Tất cả đều sạch sẽ. Để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh, bạn phải thường xuyên rửa tay, chân, mông, tai, đánh răng, gội đầu. Thật dễ chịu biết bao khi luôn cảm thấy sạch sẽ. Tắm rửa để làm gì? Để gột sạch mồ hôi, bụi bẩn bám trên da suốt cả ngày dài. Bằng cách tắm rửa, bạn cũng loại bỏ các loại vi trùng, vi khuẩn có thể gây bệnh. Chấy là con gì vậy? Là những con côn trùng nhỏ xíu. Chúng bám ở trên tóc và đốt vào da đầu để hút máu. Ái, ngứa quá, lại phải gãi rồi. Cần nhanh chóng loại bỏ chúng bằng cách sử dụng các loại sản phẩm đặc trị, nếu không chúng sẽ lây sang đầu của các bạn khác. Chúng ta đổ mồ hôi khi nào? Khi trời nóng hoặc khi chơi thể thao, nhiệt độ của cơ thể bạn tăng lên. Để làm mát và không bao giờ cho nó vượt quá 37 độ C, cơ thể sản sinh ra những giọt nước thoát ra từ các lỗ nhỏ ở trên da. Tại sao lại cần phải đánh răng? Khi bạn ăn, những mẩu thức ăn sẽ bị mắc vào giữa các răng. Bạn phải loại bỏ chúng bằng cách đánh răng sau mỗi bữa ăn.
Nếu không, những con vi khuẩn sẽ hình thành và tấn công răng và có thể tạo ra những cái lỗ nhỏ ở trên đó, sâu răng. Nếu điều này xảy ra với bạn, bạn sẽ phải đến nha sĩ điều trị. Răng sữa là cái gì vậy? Đó chính là 20 chiếc răng đầu tiên mọc ra khi bạn còn bé, lúc đó bạn đang ăn sữa. Khoảng 6 tuổi, những chiếc răng này rụng đi và được thay thế bằng 32 chiếc răng mà bạn sẽ giữ trong suốt cuộc đời. Tại phòng bác sĩ. Khi bị bệnh, bạn phải đến gặp bác sĩ. Họ có mặt để chữa trị cho bạn và khiến bạn cảm thấy khỏe hơn. Họ cũng kiểm tra xem bạn có phát triển tốt không. Sốt là gì? Bác sĩ dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của cơ thể bạn. Nếu bạn đang ở mức trên 38 độ C thì bạn có nguy cơ bị sốt. Sốt là một cách để cơ thể tiêu diệt một số loại vi sinh vật và bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật. Làm cách nào để bác sĩ nhận thấy điều không ổn? Họ hỏi xem bạn bị đau ở đâu và kiểm tra những bộ phận khác nhau của cơ thể bằng các dụng cụ. Họ lắng nghe nhịp tim đập và hơi thở của bạn, xem xét bên trong tai và cổ họng bạn. Tại sao thi thoảng chúng ta lại bị chảy mũi? Khi bị sổ mũi, mũi của bạn sản sinh ra một loại chất lỏng đặc biệt để cuốn trôi và loại bỏ tất cả các loại vi sinh vật. Đó là lý do tại sao bạn lại bị chảy mũi. Sát trùng vết thương để làm gì? Khi bị thương, da của bạn sẽ rách. Các loại vi trùng, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào bên dưới da, khiến nó bị đỏ và sưng lên. Nó nhiễm trùng và bạn sẽ bị đau. Vậy nên cần sát trùng vết thương bằng những sản phẩm tiêu diệt vi trùng, vi khuẩn. Tại sao chúng ta lại bị bầm tím khi va đập? Khi các mạch máu bị dập, máu sẽ loang ra ở bên dưới da, đó chính là vết bầm tím. Nếu máu tạo thành một bọc và khiến da bị sưng phồng lên, thì đó chính là vết sưng. Câu chuyện hôm nay đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bé ở buổi đọc sách tiếp theo của Đinh Tị Búc nhé!